có tiếng động mạnh Ông kéo đám cỏ lên thì thấy con tê tê này Sau đó ông cùng con trai bắt giữ con vật này mang về nhà Và trình báo cho cơ quan chức năng Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và xác định Đây là con tê tê nặng khoảng 8kg Cơ quan chức năng đã liên hệ chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ để bàn giao.